Thì chúng ta có thể nhìn thấy hồ bơi ở phía ngoài. Chúng ta sẽ ra thấy cái khu vực hồ bơi ở đây. Ngôi nhà với 5 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. Đặc biệt là có hồ bơi rất là đẹp và xanh mát. Các bạn thấy hồ bơi ở đây thì cho gia đình nghỉ ngơi, thư giãn, và đặc biệt là trẻ em cũng rất là thích có một không gian riêng tư như thế này. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tham quan một căn biệt thự biển Mỹ Khê tại thành phố Đà Nẵng. Ngôi biệt thự này là 3 tầng và có diện tích là 175 m². Mặt ngang của biệt thự rộng 10 m và chiều sâu là 17,5. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy thiết kế của căn nhà theo phong cách hiện đại. Chúng ta nhìn thấy căn nhà với 3 tầng, tầng 1, tầng 2 và tầng 3. Ở đây chúng ta nhìn thấy có cây xanh ở phía trước và có gara để ô tô vào phía trong. Chúng ta có thể nhìn thấy gara để ô tô ở phía trong. Đây, cái lối vào đây ạ. Còn cái lối để đi vào trong nhà đi bằng cái lối đi nhỏ hơn. Ở đây ngôi nhà được ốp đá mặt tiền màu đen, trông rất là sang trọng và sạch sẽ. Có hệ thống cửa nhôm kính sẽ giúp cho ngôi nhà trông hiện đại và thoáng mát hơn, với nhiều ánh sáng hơn. Phía trước ngôi nhà là một con đường rộng 5,5 m là lòng đường, và hai bên vỉa hè mỗi bên rộng 3 m. Như vậy lộ giới của con đường này là 11,5 m, rất là thoải mái và đủ để hai ô tô cùng đi một lúc, và nhiều xe có thể để ở trên vỉa hè. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đi vào phía bên trong để tham quan căn biệt thự này. Nói về vị trí thì căn biệt thự này có một vị trí rất là thuận tiện, nằm cách bãi tắm Mỹ Khê chỉ trong vòng khoảng 300 m mà thôi. Chúng ta có thể đi bộ ra bãi tắm biển, thể thao hay là chạy bộ, cũng như là hít thở những cái bầu không khí trong lành. Và từ đây thì có thể ra phía sông Hàn chỉ trong vòng 500 m mà thôi. Như vậy, vị trí của biệt thự này nằm giữa biển Mỹ Khê và sông Hàn, một vị trí vô cùng thuận lợi. Thì ở đây chúng ta có những cái luồng gió mát và không khí rất là trong lành. Cái việc nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng tại một cái nơi như thế này sẽ giúp cho mọi người cảm thấy thoải mái và sức khỏe tốt hơn rất nhiều. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy là lối đi dành riêng cho người đi bộ để bước vào phía trong qua cửa này. Đây. Còn cửa lớn ở phía này thì cho xe ô tô, chúng ta sẽ đưa thẳng vào cái sân để ô tô ở phía trong, sẽ rất là an toàn và riêng biệt. Có một khoảng không ở phía trước của căn biệt thự này. Mặt ngang là rộng 10 m, do đó nên là cái khoảng không và cái bề ngang rất là lý tưởng cho một cái căn biệt thự ở trong lòng thành phố. Ở phía này, đó chính là khu để xe, một cái sân để xe rất là rộng rãi, thậm chí là một cái chiếc xe 7 chỗ cũng có thể vừa đủ một cái không gian rộng như thế này, và ra vào rất là thuận tiện ở đây. Và tại đây thì cũng có những cái khoảng cây xanh để chúng ta thư giãn, cũng như là làm đẹp hơn, làm mát hơn cho căn nhà. Đây, chúng ta có thể thấy lối vào của căn nhà đây. Và xung quanh là cũng có những khoảng sân vườn, cũng những cái cây xanh, và trông là cái điểm nhấn của ngôi nhà nữa. Phía đây là những cái điểm nhấn trang trí là màu nâu phía trên, và mặt đá là sẽ trông rất là sang trọng và sạch sẽ. Xin mời các bạn vào bên trong của căn biệt thự biển này. Ở tại khu vực này chúng ta nhìn thấy là một không gian phòng khách rất là rộng rãi, với ghế sofa thoáng, rộng và rất là lịch sự, sang trọng. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy là có tivi rất là lớn này, cùng với khoảng phải đến một đại gia đình có thể ngồi đây cùng với bạn bè được. Và
Ở phía trên chúng ta nhìn thấy là cái hệ thống đèn trần trông rất là hiện đại và nhiều cái tính thẩm mỹ ở đây. Đi vào phía trong thì chúng ta có thể nhìn thấy khu bàn ăn. Khu bàn ăn ở đây là dành cho 6 người và thậm chí là có thể thêm 2 ghế nữa là thành 8 người ngồi ăn tối ở đây, dùng đồ ăn ở đây và nghỉ ngơi, ngồi nói chuyện ở khu phòng khách rộng rãi này. Tiến sâu vào trong một chút nữa, chúng ta sẽ thấy một cái khu bếp. Khu bếp ở đây. Khu bếp, chúng ta có thể nhìn thấy khu bếp ở đây. Khu bếp này với cái máy mà hút mùi sẽ giúp cho căn nhà là không bị những cái mùi của đồ ăn và giúp cho căn nhà nó thông thoáng hơn. Ở đây thì chúng ta có những cái hệ thống mà điều hòa là Electrolux, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng nữa. Và tiến thêm vào phía này chúng ta có khu vực đảo bếp. Các bạn nhìn thấy khu đảo bếp này thì nó rất là rộng. Khi mà nấu ăn xong thì đưa đồ ăn sang bên này và chuẩn bị cho cái khu vực bàn ăn ở đây. Cũng có hai cái đèn trang trí ở đây, trông rất là hiện đại. Vâng. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy cái hệ tủ đựng đồ ở đây, được làm bằng gỗ an cường, trông rất là hiện đại và cái màu sắc rất là sang trọng và nhã nhặn. Ở khu vực phòng khách thì chúng ta có thể nhìn thấy hồ bơi ở phía ngoài. Chúng ta sẽ ra thấy cái khu vực hồ bơi ở đây. Ngôi nhà với 5 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. Đặc biệt là có hồ bơi rất là đẹp và xanh mát. Các bạn thấy hồ bơi ở đây thì cho gia đình nghỉ ngơi, thư giãn và đặc biệt là trẻ em cũng rất là thích có một không gian riêng tư như thế này. Về nhà mà được nghỉ ngơi, được thư giãn ở bên hồ bơi thì rất là tuyệt vời phải không bạn? Đó. Có hệ thống mà đối lưu luân chuyển nước liên tục sẽ giúp cho cái hồ bơi này nó sạch sẽ và nó tươi mới, cái nước luôn luôn tươi mới. Đầu tư vào cái hệ thống mà hồ bơi này cũng rất là nhiều tiền ở đây. Chúng ta sẽ tiến thêm vào cái khu vực phòng ngủ ở phía tầng trệt. Thì cái phòng ngủ ở phía dưới này thì rất phù hợp cho người lớn tuổi hoặc là những người mà ngại đi lên phía trên. Thì ở đây có một cái phòng ngủ ở phía tầng trệt là có cái hướng nhìn ra hồ bơi. Chúng ta có thể nhìn thấy là phòng ngủ ở đây, nhìn ra hồ bơi ở phía ngoài đây. Đây, đây các bạn nhìn. Đây, phòng ngủ nhìn ra hồ bơi ở phía ngoài. Vừa có cái hệ thống cửa sổ rộng lớn như thế này lấy ánh sáng và gió ở bên ngoài, vừa có cái hồ bơi, view hồ bơi rất là xanh mát như vậy, thì sẽ giúp cho chúng ta thư giãn, thoải mái khi ở chính cái ngôi biệt thự của chúng ta. Và đặc biệt đây là có hai cái đèn ngủ bằng gốm, trông rất là hiện đại. Trong phòng ngủ ở tầng 1 thì cũng có cái tủ để đồ quần áo ở đây. Vâng, bằng một cái chất liệu gỗ an cường, gỗ công nghiệp an cường đây. Có tivi, có kệ đựng đồ, đựng sách, đựng túi sách ở đây luôn, rất là tiện dụng. Ở đây nhà thì được trang trí bằng trang bị bằng hệ thống điều hòa Electrolux đồng bộ. Và cửa thì cửa bằng nhựa composite, trông vân gỗ rất là nhẹ nhàng và bền. Đây. Ngay ở đây là cái toilet ở phía dưới tầng trệt. Thì chúng ta nhìn thấy rằng là cũng có vòi sen tắm ở đây. Rồi, vòi sen tắm đứng và vòi sen có thể là lấy ra. Ở đây thì cũng có cái bồn rửa tay và gương cũng được ốp đá, trông rất là sạch sẽ và dễ lau chùi. Chúng ta đang đi lên tầng 2. Tầng 2, chúng ta nhìn thấy là cái ngôi nhà này ở cái bậc thang là được lát bằng gỗ tự nhiên. Nó sẽ rất là ấm chân và tôn lên cái vẻ đẹp cũng như là sự sang trọng của ngôi nhà, của cái căn biệt thự của chúng ta. Tay vịn cầu thang, chúng ta nhìn thấy tay vịn cầu thang bằng gỗ tự nhiên
và có cái sự láng bóng lì khi mà dùng lâu dài. Có hệ thống gương thay vì lan can sắt, thì cái này nó sẽ giúp cho cái việc mà nhìn trên xuống dưới nó sẽ rộng cái không gian của chúng ta hơn. Nhà đều lát gỗ thì rất là ấm chân, ấm về mùa đông, mùa lạnh, còn đâu mát về mùa hè. Tất nhiên là cái chi phí mà lát gỗ thì nó sẽ cao hơn so với cái một số cái loại gạch khác nhau. Ở trên tầng 2 thì chúng ta có hai phòng ngủ. Phòng ngủ thứ nhất đó là phòng master bedroom, phòng ngủ chính, và một phòng ngủ ở phía kia. Lát chúng ta sẽ qua thêm một cái phòng ngủ nữa. Chúng ta sẽ tham quan một cái căn phòng ngủ đầu tiên, đó là phòng master bedroom. Bước vào căn phòng ngủ này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là một cái không gian rất rộng trong một cái căn phòng ngủ như thế này. Ở đây có giường ngủ chính với cái điểm nhấn đó là những cái tấm bằng da, đầu giường bằng da như này, trông rất là gọi là điểm nhấn, cũng như là màu nâu đậm, khiến cho cái không gian chúng ta vào muốn thư giãn nghỉ ngơi nhiều hơn. Và ở đây thì có là bàn làm việc, có thể là làm việc ở trong phòng ngủ vẫn được. Rồi có kệ để sách, chúng ta có thể để sách ở đây, tài liệu, các cái giấy tờ liên quan. Và một cái điều mà chúng ta đáng nói đó là cái hệ thống cửa kính ở đây của cái căn biệt thự này rất là lớn, hướng ra cái mặt tiền. Cái mặt tiền này á, thì nhìn ra phía đường, đường phía trước là rộng mà lòng đường là 5m5 rồi. Thì chúng ta nhìn thấy là lấy được ánh sáng và gió rất là tốt. Cái này thì chúng ta đôi khi không cần phải bật điện, chúng ta vẫn có thể lấy được cái ánh sáng mặt trời và ánh sáng tự nhiên cũng như là cái gió tự nhiên. Thì cái điều đó rất là tốt, cũng như là giúp cho cái căn phòng luôn luôn khô thoáng và sạch sẽ. Cái kiến trúc này là kiến trúc hiện đại, rất là hợp với những người mà có lối sống hiện đại, trẻ trung. Đấy. Và nếu mà trong trường hợp mà nhiều ánh nắng thì chúng ta hoàn toàn có thể là dùng một cái lớp rèm như thế này, có thể là đảm bảo là che được ánh nắng, cũng như là đảm bảo sự riêng tư cho cái căn phòng ngủ này. Đây là cái một cái kệ để tivi, cũng như là rất là nhiều các cái hộc ở đây để đựng nhiều các cái đồ đạc khác nhau, đồ trang trí khác nhau, đồ nhỏ nhỏ ở đây. Và cũng có những cái ghế nghỉ ở đây, ở phía giường đây. Rồi đèn ngủ cũng như là tủ ở đầu giường đều được trang bị đầy đủ hết. Ở đây thì có một cái lớp giấy dán tường, một cái điểm nhấn trang trí ở phía trên đây. Màu màu xám khiến cho chúng ta có cái cảm giác là thư giãn nghỉ ngơi khi mà về một cái căn phòng ngủ của chúng ta. Bước vào sâu một chút bên trong thì chúng ta nhìn thấy có kệ, có cái tủ để đồ quần áo. Thì đây là được làm từ dưới lên trên, tức là cao hết khổ, từ dưới sàn cho lên trần, thì trông nó sẽ hài hòa và nó sẽ tổng thể cho nó đẹp hơn rất nhiều. Và chúng ta đựng được cái nhiều cái đồ đạc ở đây hơn, rất là nhiều công năng để sử dụng cho cái tủ đồ này, từ giày dép cho đến những là đồ trang trí. Và phong cách hiện đại, chỉ có những cái biệt thự mà rộng được 10m ngang như này, 175m2 như này thì mới có đủ những cái diện tích rộng để làm chỗ mà thay đồ, chỗ để đồ quần áo như thế này. Tiến sâu vào trong này một chút thì chúng ta sẽ thấy là có một cái phòng vệ sinh ở phía trong, đặc biệt là ở đây có cái bồn tắm. Bồn tắm này thì có thương hiệu là Bravat, thương hiệu rất là cao cấp và được nhiều các cái khách sạn cũng như là các căn hộ cao cấp để người ta đưa vào sử dụng vì nó tương đối sang trọng và đắt tiền. Và đây cái bồn rửa tay nữa, bồn rửa tay vuông hình chữ nhật và nó có độ sâu khiến cho khi mà rửa tay ấy, thì nó cũng không bị bắn nước ra ngoài như những cái bồn khác. Và ở đây có một cái tấm kính rất là rộng khiến cho chúng ta là soi gương và đánh răng rửa mặt hay là trang trí trang điểm thì đều rất là thuận lợi.
Nếu mà không thích tắm bồn tắm nữa thì chúng ta vào đây để có một khu tắm đứng. Khu tắm đứng này thì cũng có vòi sen đây và được ốp gạch, dễ dàng là để lau rửa cũng như là trông nó sạch sẽ hơn rất nhiều. Trong cái căn biệt thự này thì được lát bằng gỗ hết, thì nên là cái sàn gỗ nó sẽ rất là ấm áp, đặc biệt là trong phòng ngủ thì nó cũng khiến cho nó ấm áp hơn và đẹp hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ tiếp tục sang với căn phòng ngủ thứ hai trên tầng thứ hai này. Ở đây thì đây là một cái điểm nhấn, điểm nghỉ giữa phòng ngủ thứ nhất và phòng ngủ thứ hai. Có ghế sofa để ngồi đọc sách ở đây với ánh sáng tự nhiên cũng như là nhìn ra phía ngoài này là hồ bơi. Ngồi đây là đọc sách, thư giãn và thậm chí là có thể là nằm nghỉ ở đây cũng rất là thoải mái. Khi mà một ngày làm việc mệt mỏi, các bạn có thể là về chính ngôi nhà của mình, thư giãn tại những không gian đầy ánh nắng, đầy cái gió mát tự nhiên vào thì rất là tuyệt vời. Thậm chí là trẻ em cũng có thể chơi đùa ở đây với những cái túp lều cho trẻ em thì cũng rất là dễ thương, rất là phù hợp cho trẻ em cái không gian như thế này. Chúng ta có thể để sách hoặc là những cái đồ trang trí, những cái đồ lưu niệm hoặc là những cái vật phẩm chúng ta đi du lịch về thì để ở khu vực này, hoặc là tranh ảnh của gia đình thì có thể để ở đây. Đây là những cái trang trí, cái kỷ vật của gia đình. Đấy. Cái khoảng không này rất là hay, rất là phù hợp để tạo một cái điểm nhấn thông thoáng cho cả một cái tầng 2, cả một cái không gian của căn nhà. Chúng ta đang bước vào phòng ngủ thứ hai ở trên tầng 2 này. Và phòng ngủ này cũng có một cái giường rất là rộng như thế này với trang thiết bị ga nệm rất là êm. Đó. Có hai cái tủ ở đầu giường, rồi đèn trang trí ở đây, cũng như là các cái hình trang trí ở phía trên này. Và một cái điểm nhấn giống như phòng ngủ master bedroom vừa rồi thì đó là giấy dán tường ở phía đầu giường màu xám. Trong phòng ngủ này có kệ để đồ, để các cái bàn máy vi tính có thể để đây, để sách vở đều ở đây được hết. Đây, mở ra đây. Tông màu xám, gỗ, trắng là những cái tông màu chủ đạo của căn nhà này. Đây có những cái kệ rất là nhiều công năng để trang trí cho cái căn phòng nó trông đẹp hơn. Khu này là khu để đồ này. Khu này để đồ các bạn này. Đây, để đồ quần áo ở đây. Phòng nào cũng có cái chỗ để đồ. Và một không gian rất là rộng rãi như thế. Toilet ở trong. Đó. Chỉ có đất rộng, mặt ngang 10 mét thì cái chuyện mà bố trí cái phòng ốc thì rất là thuận tiện rồi. Đây, chúng ta hoàn toàn có thể tắm đứng với cái hộp kính như thế này á, thì sẽ giúp cho khi mà tắm nước nó không bắn ra ngoài, không bắn ra sàn thì sẽ luôn giúp cho không gian xung quanh nó khô thoáng và sạch sẽ. Đây cũng có cái gương rồi là bồn rửa tay ở đây, giá treo đồ, khăn tắm ở đây. Vâng. Nói chung là rất là rộng rãi và sang trọng, lịch sự, đồng bộ trong một cái căn biệt thự hiện đại. Chúng ta sẽ thấy rằng là ở phòng ngủ thứ hai, ở trên tầng 2 á, thì cũng có một cái ban công rất là rộng. Ban công này thì tôi thấy là nó có thể kê được một cái bàn để uống cà phê, hay là một cái sofa để có thể là vừa đọc sách và ngắm ra phía hồ bơi ở phía này. Đây, có thể chúng ta sẽ xem cái hồ bơi ở phía dưới đây. Cái hồ bơi ở phía dưới, các bạn nhìn thấy hồ bơi ở phía dưới này. Hồ bơi phía dưới. Đấy, hồ bơi này được xử lý rất là sạch sẽ và khiến cho cái lớp cái nước nó được luân chuyển liên tục và rất là thoải mái trong một cái căn biệt thự được trang bị từ những cái thiết kế hiện đại cho đến những cái nội thất đồng bộ, sang trọng, hiện đại và một cái không gian sống tuyệt vời như thế này, phải không ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục lên tham quan những cái phần còn lại của căn biệt thự này. Ở trên tầng 2 thì chúng ta vẫn có một cái khu vực để mà ngồi uống trà hay là thư giãn cùng bạn bè ở đây được. Nhìn ra ban công ở phía trước mặt tiền đây.
có rất là nhiều ban công, nhiều cái khoảng ban công, từ ban công ở hồ bơi cho phòng ngủ cho đến là cái ban công ở phía mặt tiền nhìn ra phía trước, có bàn ngồi ở đây, có không gian rất là thoáng, nói chung là thoải mái về không gian cho cái căn biệt thự biển này. Lên tầng 3 thì chúng ta sẽ thấy rằng ở đây có hai phòng ngủ, và chúng ta xem là đây hai phòng ngủ ở trên tầng 3. Đây cũng có một phòng ngủ nữa, có thể là dành cho một người con nhỏ hoặc là một người độc thân có thể sống ở trên này một cách rất là thoải mái. Và phòng nào cũng có một cái hệ thống cửa rất là thoáng và rộng như thế này. Rất là thoáng và rộng như này. Phòng này không cần bật điện vẫn sáng, và không cần bật quạt, bật điều hòa vẫn thoáng mát. Đây, rất là tuyệt vời. Phải nói là cái thiết kế tận dụng tối đa cái không gian và cái khoảng không thoáng khắp để có thể lấy sáng và lấy gió như thế này. Đây là khu vực phòng giặt đồ ở trên tầng 3, thì được trang bị máy giặt. Trước khi đến với phòng ngủ thứ hai thì chúng ta lại thấy một cái không gian giống như là một cái không gian đệm, một cái không gian có thể là nghỉ ngơi giống như cái tầng 2 vừa rồi chúng ta thấy là cái khu đọc sách. Đây cũng có sofa để mọi người có thể giải trí hay là ngồi chơi ở đây, các em nhỏ có thể ngồi chơi ở đây. Một cái không gian bố trí rất là nhiều cái công năng sử dụng ở đây nữa. Và chúng ta bước vào một cái phòng ngủ thứ hai ở trên tầng 3 này, cũng là phòng ngủ thứ 5 của căn nhà này. Phòng ngủ này cũng có một cái nhà vệ sinh ở phía trong luôn, có rất là tiện lợi, và có một cái hệ thống giường cũng như là cái giấy trang trí, giấy dán tường trang trí màu xám rất là đồng bộ. Đây cũng có kệ để đồ này, đựng vật phẩm này, tivi này, và đựng sách hay là túi sách hay là những cái đồ đạc khác nhau ở đây, tiện lợi. Cái thiết kế ở đây, cái phòng này thì giống như cái phòng tầng 2 vừa nãy chúng ta xem, thì cũng có những cái tủ để đồ như này, thay đồ để đồ, rất là nhiều cái công năng sử dụng. Bước ra phía ngoài của phòng ngủ thứ 5 ở trên tầng 3 này, chúng ta có một cái ban công cũng rất là rộng thoáng như thế này, và tầm nhìn của chúng ta trải dài ra phía ngoài rất là thông thoáng. Xung quanh thì rất là nhiều các căn hộ, các cái khu biệt thự ở xung quanh đây các bạn ạ. Đó. Tổng quan của căn biệt thự biển Mỹ Khê này với 5 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, với diện tích là 175m², mặt tiền rộng là 10m và chiều sâu là 17,5m. Cái phòng ngủ ở đây là rất là rộng rãi và được trang bị những cái nội thất rất là sang trọng, cũng như là cái hệ thống sàn là sàn gỗ, khiến cho cái căn nhà nó ấm áp và nó sang trọng. Ở đây thì rất là phù hợp cho những ai mà có cái mong muốn là sống ở những cái môi trường sống ven biển, ven sông, ven biển Mỹ Khê, ven sông Hàn, và một không gian rất là yên tĩnh như ở cái căn biệt thự này, thì đây là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Cái giá của căn biệt thự thì mời các bạn xem ở trong cái phần mô tả bên dưới, cũng như là những cái liên hệ chi tiết sâu hơn về căn nhà này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại chúng tôi để ở trong video cũng như là phần mô tả phía dưới. Và khi mà các bạn muốn xem căn nhà này thì hãy liên hệ với chúng tôi để đặt lịch, hoặc là bạn có thể là chia sẻ cái video này đến cho những người người ta đang tìm kiếm một căn nhà, một căn biệt thự tại thành phố Đà Nẵng. Hoặc nếu bạn có nhu cầu bán bất động sản, hãy liên hệ với chúng tôi sẽ tới nơi và review, đưa căn nhà, đưa những cái sản phẩm đẹp của các bạn đến với nhiều người biết đến hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái biệt thự, những cái sản phẩm đẹp khác và chúng tôi sẽ gửi đến các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.